cắn miếng bự. Bắp ăn cái gì hả con? Ăn dâu chấm gì? Dâu sữa. Có ngon không con? Con ăn ngon không? Wow, trời. Con ăn sữa đặc luôn á hả? Trời, ngọt lắm á nha con. Con thấy ngon không? Con không biết nói hả? Con thấy ngon không? Cái gì? Con nói cái gì? Đúng rồi. Sao con tới bây giờ mà con vẫn quên từ dạ là sao? Dạ. Con giỏi. Con ăn nhiều nhiều một chút nha. Con có thích lắm không? Con thích. Con lại quên từ gì rồi? Con ăn được mấy trái rồi? Mấy trái? Hai trái. Hai trái là gì đó à? Con dạ. Rồi, ba quay nghe đủ rồi ha. Hai trái. Đúng rồi, hai trái gì là đúng đó. Tắt nha.